Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Thánh Địa Siêu Xe. Hôm nay có gì? Hôm nay rất đặc biệt khi mình sẽ quay buổi tối, tại vì ban ngày không có một chiếc xe nào đặc biệt. Trước mặt chúng ta là một chiếc Range Rover, có lẽ là phiên bản Autobio thường, không phải là phiên bản Long Bay, màu trắng khá là đẹp. Một chiếc Mercedes S-Class độ mâm ra chấu rất là đẹp, có lẽ là S500, chính xác là S500. Một chiếc Mercedes GLK, đây là một chiếc Mazda 6, đây là một chiếc Range Rover khác, màu xanh tím than các bạn nhé. Chiếc này có bộ mâm phiên bản Black Edition, động cơ SDV8, vô que SDV8. Không có nhiều xe. Ở đây chúng ta có những chiếc 7 series ở khách sạn. Một chiếc Toyota Camry. Đây có một chiếc khủng long đến từ Nhật. Khủng long đến từ Nhật không biết đi đâu về mà rất là bẩn, bánh rất là bẩn. Chiếc Infiniti Q80, động cơ 5.6 lít. Tương đương với chiếc Lexus LX570. Và chiếc xe này cũng cùng phân khúc luôn nhé. Infiniti Q80 rất to luôn. Đây chúng ta có một chiếc C-Class. Kia là rất nhiều chiếc 7 series khách sạn 730. Một chiếc Kia Optima, hay còn gọi là K5. Một chiếc tour siêu phẩm Toyota Vios. Thì có Mazda 3 và Kia Seato. Lại một chiếc Range Rover nữa các bạn. Một chiếc Range Rover có lẽ là phiên bản Autobio. Cũng không phải là một phiên bản trục cơ sở dài Long Bay. Chính xác là Autobio. Một chiếc Mini Coupe Audi Q7. Tại đây có một chiếc BMW 5 Series Toyota Land Cruiser mới lấy biển luôn. Chiếc SUV cỡ lớn full size 7 chỗ ngồi, động cơ cũng có lẽ là V8, chính xác V8, rất là đẹp. Đuôi mình rất thích phần đuôi, phần đầu trên này. Đây chúng ta có một chiếc Range Rover SV, được màu trắng nguyên bản, được chủ nhân sơn hai màu các bạn nhé, khá là đẹp luôn, được chủ nhân sơn hai màu, ở trên có màu mận chín, các bạn có thể nhìn khá đẹp. Mình sẽ quay cái phần đuôi của chiếc xe này. Đây chính là phần đuôi của chiếc Range Rover SV. Thế rồi các bạn, không còn mẫu xe nào đáng chú ý. Đây mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong chủ nhật tuần sau. Mình sẽ quay trở lại với tập tiếp theo của Thánh Địa Siêu Xe. Hôm nay có gì? Các bạn nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình để thường xuyên cập nhật những cái video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.